Đã hơn một năm kể từ khi lên nắm quyền dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Philippe Chuzier dường như vẫn chưa thể khẳng định được tính hiệu quả trong triết lý của mình. Dưới thời ông thầy người Pháp, đội nhà thua nhiều hơn thắng và thất bại trước Indonesia ở vòng chung kết Asian Cup 2023 đúng như giọt nước tràn ly cho lòng tin của người hâm mộ. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng kết quả không mấy xa lạ của đội tuyển Việt Nam thời gian qua không hẳn do tài thao lược của huấn luyện viên Chuzier. Phù thủy trắng chưa hay mà lại còn không gặp may. Lỗ hổng với nhân sự của đội tuyển Việt Nam trải đều ở cả 3 tuyến và kéo dài từ các trận đấu giao hữu đến vòng chung kết Asian Cup và giờ cũng chẳng khá hơn. Đặc biệt, sẽ là thách thức không nhỏ cho huấn luyện viên Chuzier để giải bài toán hàng thủ của những chiến binh sao vàng trong hai trận tới gặp Indonesia. Mật mặt lớn nhất nơi hàng thủ của đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung lần này có lẽ đến từ vị trí của Quế Ngọc Hải. Trung vệ sinh năm 1993 bị rách đầu cơ bám gân khoeo, bắp đùi phải trong buổi tập của câu lạc bộ BKMX Bình Dương trước vòng 6 V-League mùa này. Hải Quế là cầu thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất của đội tuyển Việt Nam hiện tại, với tổng cộng 76 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia, chỉ còn cách kỷ lục của tiền đạo Lê Công Vinh 7 trận đấu. Quế Ngọc Hải thường được ông thầy người Pháp tin dùng và xếp đá ở vị trí trung tâm trong sơ đồ năm hậu vệ. Với kinh nghiệm dạn dày và sự chắc chắn, trung vệ thuộc biên chế BKMX Bình Dương luôn đóng vai trò là thủ lĩnh nơi hàng thủ của đội tuyển Việt Nam trong những năm qua. Một trường hợp vắng mặt đáng tiếc nữa ở hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam lần này là Đoàn Văn Hậu. Chấn thương ở gót chân khiến hậu vệ sinh năm 1999 bỏ lỡ loạt trận giao hữu của đội tuyển quốc gia, vòng chung kết Asian Cup và trước mắt là hai trận đấu gặp Indonesia trong tháng này. Trong nhiều năm trở lại đây, Văn Hậu luôn được đánh giá là hậu vệ trái số 1 Việt Nam. Sự vắng mặt của hậu vệ quê Thái Bình để lại khoảng trống lớn cho tuyến phòng ngự của những chiến binh sao vàng. Giờ là lúc huấn luyện viên Chuzier chứng minh năng lực cầm quân của mình trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Ở đợt hội quân lần này, chiến lược gia người Pháp triệu tập 11 hậu vệ. Số lượng chỉ lý thuyết là vậy, song thực tế, phù thủy trắng chưa chắc được sử dụng hết những cầu thủ có trong tay. Theo đó, Bùi Hoàng Việt Anh bị rách môi trong trận đấu câu lạc bộ Công an Hà Nội gặp Thể Công Việt Ten tại vòng 13 V-League vừa qua và phải khâu tới 24 mũi. May mắn rằng đây chỉ là chấn thương phần mềm nên Việt Anh vẫn có thể lên tập trung của đội tuyển Việt Nam, song khả năng ra sân thì vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu trung vệ sinh năm 1999 không thể ra sân thì quả là một tổn thất lớn với đội tuyển Việt Nam, bởi vai trò của anh đã được khẳng định rõ tại vòng chung kết Asian Cup. Với trụ sơ đồ 3-4-3 thiên về tấn công, huấn luyện viên Chuzier sẽ ưu tiên các hậu vệ có khả năng kiểm soát bóng và phát động tấn công từ phần sân nhà. Nhiều khả năng bộ ba Phan Tuấn Tài, Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Thanh Bình sẽ được huấn luyện viên Chuzier xếp đá ở trung tâm hàng phòng ngự. Trong đó, Phan Tuấn Tài chưa thực sự cho thấy sự an tâm khi thi đấu ở vai trò trung vệ. Trong nhiều tình huống ở trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản và Iraq ở Asian Cup vừa qua, cầu thủ thuộc biên chế của Thể Công Việt Ten đã dễ dàng bị các tiền đạo của đối phương vượt qua để tiếp cận khung thành của đội nhà. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi sở trường của Phan Tuấn Tài vốn ở vị trí hậu vệ lệch trái. Tuy nhiên, trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự như hiện tại thì Tuấn Tài có lẽ vẫn sẽ là sự lựa chọn tối ưu của huấn luyện viên Chuzier. Ở vị trí trung tâm hàng phòng ngự, Đỗ Duy Mạnh nhiều khả năng sẽ được giao phó trọng trách này. Trước đó, Duy Mạnh chưa có duyên thi đấu cho đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Chuzier. Gặp tai nạn sát ngày đội tuyển hội quân, khiến trung vệ của Hà Nội FC bỏ lỡ hai trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11 năm 2023. Và cũng bởi chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn, Duy Mạnh cũng chỉ ra sân vỏn vẹn gần 20 phút tại vòng chung kết Asian Cup 2023 vừa qua ở lượt trận cuối cùng gặp đội tuyển Iraq. So với những trung vệ được triệu tập lần này của đội tuyển Việt Nam, Duy Mạnh cũng được xếp vào nhóm cầu thủ có nhiều kinh nghiệm chinh chiến quốc tế nhất. Bởi vậy, anh được kỳ vọng sẽ thay Quế Ngọc Hải để đảm đương vai trò thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự của những chiến binh sao vàng. Đặc biệt khi phải đối đầu với đối thủ tinh quái và tiểu xảo như Indonesia, thì yếu tố kinh nghiệm của Duy Mạnh càng trở nên quan trọng. Bên cạnh đó, cầu thủ sinh năm 1996 cũng đang cho thấy phong độ ấn tượng trong màu áo của Hà Nội FC thời gian gần đây. Chia sẻ mới đây, Duy Mạnh bày tỏ sự quyết tâm. Là cầu thủ chuyên nghiệp, đội phải có sự chuẩn bị tốt nhất. Tôi rất yêu đội tuyển Việt Nam, tôi mong muốn chúng ta sẽ thi đấu thật tốt trước Indonesia. Dù đội gặp khó khăn trước Indonesia tại hai lượt trận tới, đặc biệt khi phải hành quân ở sân Bung Karno, nhưng tôi tin rằng nếu như có sự chuẩn bị tốt, đạt phong độ cao, thể trạng ổn, thì đội tuyển sẽ chơi hay ở hai trận sắp tới. Khi Bùi Tiến Dũng hay Thành Trung chưa thực sự chiếm được niềm tin của huấn luyện viên Chuzier, thì có lẽ suất còn lại nơi trung tâm hàng phòng ngự sẽ được trao cho Thanh Bình. Sau hai sai lầm liên tiếp trong trận đấu gặp Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2023, trung vệ sinh năm 2000 đã phải nhận về bão chỉ trích từ người hâm mộ. Tuy nhiên, sự động viên của đàn anh Quế Ngọc Hải khi đó cùng ý chí của bản thân đã nhào nặn nên một Thanh Bình trưởng thành như hiện tại. Dù vẫn còn mắc những sai số nhất định, song phải thừa nhận rằng trung vệ của Thể Công Việt Ten đang tiến bộ và hoàn thiện từng ngày. Nơi hành lang cánh, bộ đôi Hồ Tấn Tài và Võ Minh Trọng nhiều khả năng sẽ được giao trọng trách đảm nhiệm. Hồ Tấn Tài không được sử dụng một phút nào ở vòng chung kết Asian Cup 2023. Đây được coi là quyết định tương đối khó hiểu của huấn luyện viên Chuzier, bởi hậu vệ của Công an Hà Nội vẫn đang có được phong độ cao. Tấn Tài là một mẫu cầu thủ có sự linh hoạt, năng nổ lên công về thủ. Với nhãn quan kiến thiết nhạy bén cùng khả năng tạt cánh chuẩn xác, hậu vệ của Công an Hà Nội được đánh giá là một phương án tấn công hiệu quả cho đội tuyển Việt Nam.
Thậm chí khi cần, Hồ Tấn Tài cũng sắm vai tiền đạo với rất nhiều bàn thắng được ghi bằng cái chân trái hay tới những cú lắc đầu, điển hình là pha lập công vào lưới đội tuyển Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trái với Tấn Tài, Minh Trọng luôn được coi là sự lựa chọn ưa thích của huấn luyện viên Trezeguet khi Văn Hậu vắng mặt. Với triết lý thích sử dụng cầu thủ đá thuận chân, Phù Thủy Trắng nhiều khả năng sẽ tiếp tục xếp Minh Trọng đá ở cánh trái. Những pha phất bóng dài đạt đến độ chính xác cao hay khả năng tăng tốc để tấn công của Minh Trọng dự sẽ là vũ khí lợi hại cho đội tuyển Việt Nam khi đối đầu với Indonesia. Và chúng ta có quyền đặt niềm tin khi sao Mai người Cần Thơ đang chơi rất lên chân. Nói Indonesia mạnh hơn đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này thì chưa hẳn, nhưng điều chắc chắn là họ sẽ không còn dễ dàng chịu khuất phục trước chúng ta như trong quá khứ. Minh chứng rõ nhất là đội bóng xứ sở Vạn Đảo đã đả bại đội tuyển Việt Nam tại vòng chung kết Asian Cup vừa qua. Hiện tại, đội bóng xứ Vạn Đảo đang sở hữu một đội hình hùng mạnh với nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng. Trong số 28 cầu thủ được huấn luyện viên Shin Tae-yong triệu tập lên đội tuyển Indonesia lần này thì có tới 10 cầu thủ nhập tịch. Nếu tính cả Elkan Bagot, số cầu thủ nhập tịch của họ gần xếp được một đội bóng hoàn chỉnh. Và Duy Mạnh từng nói vui rằng, đôi khi chúng tôi trêu nhau rằng không biết mình sẽ đá với đội tuyển Việt Nam hay Indonesia đây. Đối đầu với đội tuyển Việt Nam sắp tới, nhiều khả năng huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ trao cơ hội cho Ragnar Omartongwen và Rafael Struick, nơi hàng công của đội tuyển Indonesia. Trong đó, Ragnar Omartongwen sẽ đảm nhận vai trò dạt biên, còn Rafael Struick thi đấu ở vị trí trung phong cắm. Sự kết hợp của hai cầu thủ nhập tịch này dự sẽ gây nhiều sóng gió cho hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Sức mạnh của đội tuyển Indonesia sẽ còn đáng gờm hơn khi họ được thi đấu trên sân nhà Bung Karno. Nơi đây được mệnh danh là chảo lửa của Đông Nam Á với sức chứa gần 80.000 chỗ ngồi. Đây được coi là nguồn động lực rất lớn cho đội tuyển Indonesia khi được thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Ngược lại, sẽ là sức ép rất lớn dành cho đội tuyển Việt Nam khi phải làm khách trên sân Bung Karno. Và khi hàng công của Indonesia thăng hoa, cũng ở lúc hàng thủ của chúng ta cần phải tỉnh táo. Những trung vệ của đội tuyển Việt Nam cần phải thi đấu chắc chắn với sự tập trung cao độ, qua đó giảm gánh nặng cho thủ môn. Trong bối cảnh Đặng Văn Lâm vắng mặt, thì vị trí gác đền của đội tuyển Việt Nam thì không ai xứng đáng hơn Nguyễn Philip. Bên cạnh đó, hàng thủ của chúng ta cũng phải thi đấu với cái đầu lạnh. Còn nhớ ở vòng chung kết Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận tới 2 thẻ đỏ. Điều đáng nói là đều xuất phát từ những tình huống không đáng. Bởi vậy, các cầu thủ cần tránh để kịch bản này lặp lại, qua đó gây tổn thất cho đội nhà. Kết quả của hai trận đấu tới gặp Indonesia sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tấm vé đi tiếp của những chiến binh sao vàng tại vòng loại World Cup 2026. Bởi vậy, bất cứ sai lầm nào cũng sẽ phải trả giá đắt. Hy vọng trong cái khó sẽ ló cái khôn, huấn luyện viên Trezeguet sẽ đưa ra những lựa chọn phù hợp để xây dựng hàng thủ đội tuyển Việt Nam vững chắc và hiệu quả để đối phó với đội bóng xứ Vạn Đảo.